Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay 24 tháng 9 năm 2022 thì trên kênh YouTube của Lạc Phong Người Việt và một số kênh YouTube khác đã thông tin về việc cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu, tóc, móng chân và niêm mạc của những người trong thiền am bên bờ vũ trụ. Thông tin này thì có độ tin cậy khá cao thưa quý vị, vì Lạc Phong đã đến tận nơi và cậu ấy có được những hình ảnh, những âm thanh khá rõ về những lời nói này, những nội dung trao đổi giữa luật sư bảo vệ thiền am cùng với những người ở trong thiền am mà lực lượng chức năng buộc họ phải cung cấp mẫu phẩm cho lực lượng chức năng. Thưa quý vị, việc lấy mẫu phẩm này thì tôi nghĩ là để giám định gen huyết thống nhằm là để phục vụ cho công tác điều tra là có loạn luân hay không. Đây là điều mà lâu nay dư luận đã và đang phân chia thành hai phía. Phía thì cho rằng là có loạn luân, phía thì nói rằng là không có chuyện loạn luân. Tôi cũng đã từng khẳng định rằng đó là trong các câu chuyện loạn luân sẽ là mấu chốt của drama thiền am bên bờ vũ trụ. Nó sẽ giải mã toàn bộ những cái nghi vấn xoay quanh vấn đề, xoay quanh drama này. Và nó sẽ làm sáng tỏ rất nhiều thứ mà lâu nay dư luận hoài nghi. Nếu quả thật là có loạn luân á, thì thưa quý vị, chẳng còn gì để mà nói nữa. Tôi nói chỉ riêng vấn đề đạo đức thôi đó, thì tôi nghĩ nếu đã là người thì không ai, không một ai chấp nhận và dám đứng ra bảo vệ cả. Còn nếu như không có loạn luân thì trả lại danh dự cho ông Lê Tùng Vân. Có một điều mà tôi không hiểu, không thể hiểu đó, là tại sao báo chí chính thống đặt vấn đề, rồi truyền thông mạng, cộng đồng mạng, dư luận xã hội thì đã liên tục thông tin nhiều tháng, nhiều ngày nói về cái chuyện loạn luân ở Thiền Am. Nhưng mà động thái duy nhất của Thiền Am á, chỉ là cái sự phủ nhận, phản bác một cách yếu ớt, mà không hề có một cái động thái quyết liệt nào để khởi kiện báo chí và những người và các cái kênh truyền thông về cái tội vu khống để bảo vệ cái uy tín, danh dự và nhân phẩm cho họ. Họ không làm, họ không quyết liệt trong cái chuyện này. Họ cũng không màng tới cái chuyện thử ADN để chứng minh rằng những đứa trẻ trong thiền am là những đứa trẻ mồ côi. Và thiền am chính là cái nơi cưu mang, là nuôi dưỡng. Đó là cái việc làm không hề khó thưa quý vị. Một việc làm rất đáng để làm. Nhưng tại sao họ không làm? Tôi không nói thiền am có loạn luân hay là không loạn luân. Nhưng chính vì cái sự phớt lờ, cái sự lãng tránh và cái cách ứng xử một cách lạ lùng của thiền am đó, thì đã làm cho rất nhiều người nghi ngờ. Họ nghi ngờ thì cũng phải thôi thưa quý vị. Vì vậy cái việc sáng hôm nay lực lượng chức trách phải cưỡng chế lấy mẫu để xác định chính xác sự thật, rồi trên cái cơ sở đó trả lời cho dư luận về cái câu chuyện loạn luân ở thiền am là một cái việc làm đáng làm. Và tôi cũng đã từng nói trên diễn đàn của mình rằng đó, việc này không thể không làm, thưa quý vị. Tôi có nghe trong clip của Lạc Phong đó, không biết là cái giọng nói của ai, thì có người đó nói rằng là tại sao lấy mẫu mà không báo cho luật sư bào chữa biết, như vậy là trái luật. Tôi nghĩ rằng cái việc này nó không nằm trong cái phạm vi 331 mà các luật sư phải bào chữa. Vì vậy lực lượng chức năng đó, thì cũng không có cái trách nhiệm phải báo cho luật sư biết. Tôi nghĩ cái việc lấy mẫu phẩm sáng nay đó, không thể là tự ý được đâu. Nó cần phải có cái sự thống nhất cao của các cơ quan có trách nhiệm. Và trước khi quyết định thì các cơ quan chức năng đã phải nghiên cứu kỹ luật quy định như thế nào, được phép hay không được phép. Chứ không phải là tự nhiên mà coi như họ không nghiên cứu, họ không nắm được luật mà họ làm. Và đặc biệt các cơ quan đó càng phải nắm kỹ về luật nữa. Rồi sao nữa, rồi cái giờ giấc này,
phương pháp tiến hành phải được bàn bạc kỹ, đồng thời là phải dự liệu những tình huống xảy ra và các cái giải pháp xử lý những tình huống đó như thế nào. Tôi nói ví dụ như là nếu như những người trong thiền am mà kịch liệt chống đối thì cái phương pháp tiến hành phải như thế nào. Nếu những người trong thiền am mà họ tỏ cái thái độ bất hợp tác đó, họ không cho lấy mẫu đó, thì cái cách thức tiếp cận ra sao chẳng hạn. Tất cả những cái thứ đó đều phải dự liệu trước và có phải có cái giải pháp. Mọi sự, thưa quý vị, đều phải tính toán kỹ trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Nghe đâu thì cái việc lấy mẫu sáng nay đó thì không mấy thuận lợi vì gặp phải cái sự bất hợp tác. Nhưng cuối cùng thì lực lượng chức năng cũng đã làm xong cái việc phải làm. Mẫu phẩm của từng người một đã được lấy rất đầy đủ. Khi các luật sư đến được thiền am đó thì mọi việc cũng đã xong rồi. Cơ quan chức trách thì cũng đã ra về với tất cả các cái mẫu phẩm trong tay của mình. Thưa quý vị, cứ yên tâm, lực lượng chức năng khi đã thực hiện một cái nhiệm vụ đặc biệt như thế này đó thì không thể là vô cớ đâu ạ. Hay là họ làm mà không có cơ sở, hay là họ không phải họ làm cho bỏ ghét, không phải làm cho vui. Kết quả giám định gen để xác định huyết thống những người trong thiền am đó thì tôi nghĩ là chắc sẽ có nhanh thôi, thưa quý vị. Vì hiện nay cái công nghệ để xác định rất hiện đại, nhanh và có độ chính xác gần tuyệt đối. Kính thưa quý vị, qua cái phiên tòa sơ thẩm đó, thì ít ra dư luận cũng đã có được cái nhìn khá rõ ràng bởi những cái thông tin chính xác được ghi nhận tại phiên tòa rằng thiền am không phải là nơi tu tại gia. Những người trong thiền am cũng không phải là tăng ni. Họ mặc áo chùa vì họ thích thời trang như thế thôi. Diễn đàn 26 mong muốn sớm có kết quả giám định huyết thống để làm rõ vấn đề loạn luân, từ đó có câu trả lời chuẩn xác về sự thật của những vấn đề liên quan khác, đồng thời cũng để kết thúc cái câu chuyện dài của tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị cuối tuần thoải mái, vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.